Hello, xin chào tất cả mọi người. Như ở cái video trước, phần 1, Thái Lai đã phân tích cho các bạn là làm một cách nào đó để mà chỉnh sửa một bức ảnh như thế này, ra như thế này. Ở đây Thái Lai có thể zoom lên lớn cho các bạn xem một chút. Đó, thì bức ảnh này Thái Lai đã chỉnh bằng camera raw. Chúng ta hãy xem xét bức ảnh một chút. Khi mà chúng ta dập ở cái bức ảnh này ngược sáng thì chúng ta cảm thấy là những cái vùng tối nó hơi bị noi đúng không? Noi màu sắc nó hơi bị hoặc là loang lộ đi ha, đây loang lộ, đó, nhìn cận vậy các bạn dễ phân biệt hơn. Và khi chúng ta chỉnh ra thì nó sạch thế này, đó, sạch sẽ như vậy, đó, sạch sẽ nét căng này. Thì đó là cái mà Thái Lai muốn là lấy bức ảnh thực tế như thế này để các bạn cùng Thái Lai cảm nhận nó, nhìn nó, biết nó, nghiên cứu nó, biết nó lỗi ở đâu để mà chỉnh ra. Vậy thì làm cách nào mà chỉnh ra được bức ảnh như thế này? Thì chúng ta bắt buộc phải học, mà học thì chúng ta phải đi theo từng bước. Thì hôm nay Thái Lai sẽ nói cái phần tiếp tục ở cái phần cân sáng. Trong cái bài viết muốn chỉnh một bức ảnh như thế này thì bắt buộc chúng ta phải nắm vững được các cái thanh công cụ ở đây, các thanh công cụ ở đây, tác dụng của nó như thế nào các bạn phải biết ha. Cho nên Thái Lai đã đưa ra một cái quyết định hướng dẫn các bạn theo từng bước một để các bạn nắm rõ được từng cái thanh mục ở trên này, nhiệm vụ của nó làm cái gì. Và đầu tiên là Thái Lai đang nói về ánh sáng, thì hôm nay Thái Lai sẽ làm tiếp tục. Thái Lai sẽ phân tích cái tab thứ hai mà chúng ta làm ánh sáng. Thái Lai rút lại đi ha. Đây, cái tab thứ hai mà Thái Lai muốn nói ánh sáng là cái tab này. Chúng ta muốn chỉnh ra được một bức ảnh như thế này, thì bắt buộc chúng ta phải hiểu được cái tab này đã, ánh sáng này đã ha. Đó, để chúng ta chỉnh. Rồi, những cái tab ở trên này thì Thái Lai đã nói tức là tật rồi, những tác động thanh của nó như nào các bạn đã hiểu rồi. Bây giờ Thái Lai sẽ nói tiếp ở cái phần bảng cover này, là cũng là một cái tab để mà chúng ta dùng ánh sáng ha. Thì trên bảng cover này á, mặc định chúng ta mở ra nó có hiển thị như thế này. Thì cái mảng này là cái mảng dành cho chúng ta là thường chỉnh nhiều nhất. Thì á, ở trong cái bảng cover này nó gồm có ba cái cách chỉnh ánh sáng nữa, ba cách chỉnh ánh sáng ha. Nhưng mà Thái Lai sẽ nói cái chỉnh đầu tiên rồi đó. Cái đầu tiên là cái cơ bản nhất cho chúng ta thấy rõ ràng ở đây này ha, là chúng ta chỉnh lên như vậy này, nâng nâng sáng lên và tăng sáng xuống. Thì Thái Lai sẽ nói cho các bạn hiểu luôn ha. Cái ánh sáng này nó khác trên ánh sáng này, nó khác ở trên cái bảng này nhé, khác cái buffer này. Cái buffer này á, khi mà chúng ta tăng lên 30 giá trị, nó là 70% thì nó sáng từ vùng tối 30% và vùng 70% và vùng sáng này, tức là nó sáng đều, nó y chang như chúng ta chụp mà chúng ta mở khẩu ra vậy đó. Khi mà chúng ta chụp khẩu 5, chúng ta mở xuống khẩu 3 thì nó sáng hết đều luôn. Còn ánh sáng này nó khác nhé. Khi mà chúng ta chia vâng nâng cái này lên này, khi mà chúng ta nâng lên vậy thì ánh sáng nó không phải là nó tăng lên đều như cái này, nó khác hoàn toàn luôn, mà là nó tăng theo giá trị phần trăm của trên cái vùng ở đây. Thì chúng ta sẽ quay lại cái phần cover này để các bạn hiểu rõ được cái phần cover này. Thì các bạn đợi Thái Lai một chút, Thái Lai sẽ đưa một tấm hình này ra để các bạn nhìn thấy rõ hơn ha. Đây, ở đây là Thái Lai đã vẽ ra một cái bảng biểu đồ như này để các bạn dễ hình dung hơn, các bạn dễ hiểu hơn ha. Cái lệnh cover ở đây nó chỉnh khác hoàn toàn, vì ở đây nó chia ra cái năm cái điểm vùng mà chúng ta chỉnh này. Vùng cao nhất là cái vùng Y, vùng trên cùng này Thái Lai chỉ một tên này, này ha, vùng Y. Vùng thứ hai là vùng highlight, và vùng thứ ba là vùng mid tone, chính là cái vùng mà ở video trước Thái Lai nói là nó sẽ trên bức ảnh nó sẽ có 5 vùng, có 5 vùng cho chúng ta vận hành 5 cái vùng đó. Thì cái bảng basic nó không có cái mục là mid tone này, mà chính ở cái bảng cover này nó có thôi. Còn ở bảng cover nó có vùng shadow này ha, vùng shadow này. Tính ra là cái bảng cover này nó hơn một cái lệnh, một cái bảng tích, một đọc là một cái gì ta, một cái thanh ha, ở cái thanh mà ở cái tab mà gọi là ta mấy con đọc quên rồi, ở cái tab mà basic thì nó sẽ có 4 mục thôi. Nó có cái phần contrast là cường tăng cường độ, và cái phần episode là tăng tổng thể của bức ảnh. Còn ở đây là cái vùng này, là ở cái cover nó cho 5 vùng. Vùng thứ nhất là đây, các bạn đọc các bạn thấy đâu ha, vùng mid tone và shadow và vùng black là vùng tối nhất cái bức ảnh này. Vậy thì á, khi mà nó đã chia vùng ra rồi thì nó sẽ cho chúng ta kéo vùng sáng từng theo vùng một ha. Nhưng mà khi chúng ta kéo ở đây, khi mà chúng ta kéo ở trong này á, thì chúng ta cầm ở đây kéo lên, ví dụ Thái Lai kéo lên như vậy đi ha, thì rõ ràng á, cái vùng chuyển ánh sáng nó khác nhau hoàn toàn nhé. Cái độ độ cong của cái này nè, cong cái này nó khác nhau, tức là ánh sáng ở đây nó cho chúng ta biết ở cái vùng mid tone nó sẽ lên nhiều hơn, thì Thái Lai cầm ở đây. Còn cái vùng highlight nó vẫn lên, vùng shadow nó vẫn lên, nó không phải như ở cái tab này. Tab này là lắc lên thôi, vùng shadow là shadow nó lên thôi, còn cái vùng episode là lên toàn bộ.
ha, còn vùng highlight thì lên highlight thôi. Còn ở trong này nếu mà chúng ta kéo ở cái trung tâm thế này thì rõ ràng kể cả khi mà ở đây tính tính độ cong, đúng chính xác độ cong đó là cái phần này nè, cái phần mà gọi là highlight và phần mid tone nó lên nhiều này, và vùng shadow nó lên ít, lên ít này. Còn nếu mà chúng ta muốn cái vùng highlight lên nhiều, bắt buộc chúng ta phải đẩy cái này lên, đẩy cái này lên à, là vùng highlight lên nhiều. Còn chúng ta muốn cái vùng black shadow lên nhiều, đẩy cái vùng dưới này lên, hoặc là vùng black lên đấy, black lên ví dụ vậy đấy. Thì cho nên khi mà chúng ta ánh sáng này nó rất là phức tạp, cái cover này nó rất là mạnh, cảm nhận của Thái Lan nó đúng là cái cover này mạnh nhất ở trong cái phần mà khi chúng ta hậu kỳ ảnh, kể cả hậu kỳ video này. Thì vấn đề mà nói làm sao để cho diễn tả cho các bạn hiểu á, diễn tả cho mọi người hiểu được, thì cần nhất là cái phải gọi là nhiều anh em cũng kêu Thái Lai đi học khóa truyền đạt dạy đi. Thái Lai nói giờ không có thời gian để đi học nữa, nhưng mà Thái Lai sẽ chia sẻ thực tế theo như cái suy nghĩ trong đầu của Thái Lai. Thái Lai đã phân tích ra từng đoạn rồi, từng đoạn cho các bạn hiểu rồi. Vậy thì Thái Lai nói cách mà gọi là thực tế nhất để các bạn gần gũi Thái Lai nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nói lại vấn đề này ha. Ánh sáng ở đây để các bạn hiểu rõ nhé, ánh sáng ở đây khi chúng ta kéo ở giữa này, quay lại ở giữa này này, thì nó sẽ sáng ở vùng tối và vùng sáng. Cái vùng mà chúng ta cầm ở đây, giờ Thái Lai sẽ làm ví dụ vậy đi ha, cho các bạn dễ hình dung nước. Tức là Thái Lai tìm cách để mà truyền đạt cho các bạn. Chúng ta ví dụ như chỉnh vào cái mục này đi. Đâu rồi? Không phải. Đây. Đây. Chúng ta sẽ chỉnh vào cái công cụ này. Bắt đầu chúng ta phải rê cái chuột mình đi ha, rê chuột vùng nào thì ở đây Thái Lai cầm ở đây này. Nếu mà Thái Lai chọn ở đây Thái Lai kéo lên vậy. Kéo lên. Kéo lên. Ha. Thì rõ ràng các bạn nghĩ ha, trong lòng mình á, trong lòng mình thì kéo cái vùng tối ha. Kéo vùng tối. Nhưng mà thực chứ cái độ cong cái này nó vẫn nhảy lên mà, nó vẫn sáng mà. Tại sao là nó lên sáng, trong lòng mình kéo vùng tối cơ mà. Nếu như mà chúng ta kéo ở cái trên này vùng tối là vùng tối lên không à, vùng sáng nó không lên đúng không? Còn cái bảng này, còn cái bảng này chúng ta cầm cái dưới này kéo lên, kéo lên, thì trong lòng chúng ta rõ ràng là muốn kéo theo như công thức một là cơ bản, thì chúng ta là cầm cái lệnh mà Photoshop cho phép chúng ta đưa chuột vào chỗ nào đó thì nó định dạng được cái vùng đó. Thì ở đây nhưng mà thực tế kéo như vậy á, kéo như vậy thì rõ ràng nó còn không đúng, nó càng lên cái vùng sáng mạnh hơn nữa ha, nó càng lên cái vùng sáng nó càng mạnh nữa. Nếu mà thực tế chúng ta muốn kéo vùng này thì nó có cách chỉnh là như này, là chúng ta phải giữ ở hai cái vùng này lại, giữ lại như vậy, chúng ta đẩy ra lên thôi, lúc này nó mới gọi là lên vùng tối ha. Đây, lúc này nó mới gọi là lên cái vùng tối này. Nếu thực sự trong lòng chúng ta chỉnh sáng ở cái vùng tối, muốn chỉnh sáng ở cái vùng tối thì chúng ta phải giữ được cái vùng highlight này lại, hoặc là cái vùng white ở trên vùng highlight ở đây. Ta lại kênh từ từ nha các bạn, đợi chút số của đó. Đây, ở vùng white là vùng trắng trên cùng đến vùng highlight ha. Thì tức là nói về cái lệnh cover, nó cho mình chỉnh từng vùng một, từng vùng một, và tác động ánh sáng mỗi cái cách chỉnh đều khác nhau, hoàn toàn khác nhau, nó không giống nhau nhé. Thì khác nhau ở chỗ nào, ta lại sẽ mở tiếp đây, ta lại sẽ mở tiếp này. Thì nếu như mà Thái Lai chia sẻ các bạn ở cái này là nâng lên về nó sáng, đưa lên về nó tối, thì rõ ràng ai cũng biết mà chúng ta cũng vẫn kéo đúng hoang mang à. Chúng ta như Thái Lai nói video trước là khi mà chúng ta Thái Lai chưa có đi học nhiều thì chưa có làm chia sẻ càng năm thì nó càng kinh nghiệm, thì Thái Lai mới tìm cách cái lối giảng của Thái Lai, lối chia sẻ của Thái Lai nó sẽ nâng cấp hơn, thì Thái Lai mới nghĩ là cách truyền đạt này. Cho nên các bạn mà có cảm nhận thế nào đó, các bạn hãy để lại cảm nhận cho Thái Lai biết nha, cách mà Thái Lai truyền như vậy có đúng đạt hay chưa. Tức là nhiều lúc mình biết nhưng mà mình chưa biết cách truyền đạt, nó cũng khó để cho các bạn không hiểu được. Cho nên Thái Lai cũng tìm, đây là cách mà Thái Lai nghĩ là tìm hết cách, Thái Lai cũng tìm hết cách để mà phân tích từng ly từng tí theo như cái kiến thức mà Thái Lai biết được khi mà chúng ta vận hành cái lệnh cover này ha. Thì đây, nếu mà chúng ta tăng lên như vậy thì các bạn coi này ha, ở trong cái cover này Thái Lai cho nó hết những điểm mạnh của nó này, nó sẽ cho chúng ta tăng lên kiểu này cũng được ha. Nhưng mà tăng lên kiểu này nó có một cái cường độ ánh sáng nó y chang như là cái mà chúng ta học ở cái phần 1 là phần Y này à, giống như một cái đèn nó khét không à, nó khét, nó sáng lên nhưng mà nó khét à, nó còn cho chúng ta kéo nó một lần, nếu mà kéo vậy nó khét hơn nữa này đấy, kéo như vậy còn khét hơn, mạnh hơn nữa, nó mạnh cực kỳ hơn hơn cái phần này nhiều, hơn cái phần Y này nhiều. Nhưng mà chúng ta kéo ở vùng này nó mạnh nữa, thế là càng kéo vùng highlight lên càng mạnh nữa, kéo ở giữa nó cũng lên, nó là dạng khét. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn kéo lên sáng mà nó dịu như cái highlight này, nó dịu ha, thì chúng ta phải biết cách thủ thuật nó để kéo. Thí dụ như bây giờ mình muốn kéo mà dịu này,
thì Thái Lan phải cầm ở dưới này. Thế là thì Thái Lan muốn cái vùng tối nó sáng lên, cái vùng sáng nó không có sáng thì Thái Lan giữ vùng highlight lại, thì Thái Lan giữ vùng highlight lại, giữ giữ lại như vậy đó. Các bạn thấy ánh sáng khi mà nó lên nó dịu không? Đây, nó không có cái cường độ cảm giác cháy nữa. Đó là cái cách mà vùng dùng ánh sáng, dùng ánh sáng ở trong cái lệnh Coover này, trong cái lệnh Coover này cũng là một cái nguồn sáng, nguồn sáng hoàn toàn khi chúng ta hiểu nó và hiểu cái cách chỉnh nó, hiểu tác động của nó khi kéo như vậy thì ánh sáng nó sẽ tác động về thể loại nào, thể loại ánh sáng là mạnh hay là yếu, hay là ánh sáng như Thanh Đa nói là dùng đèn, ánh sáng dùng đèn vào mà đèn nó bị chát, đèn không có xúc bắp hoặc là đèn mềm, thì đây mà cách mà chúng ta chỉnh chỉnh cho cái ánh sáng nó sẽ mềm lại. Thì đây là cái bước thứ nhất là cách mà Thái Lan chia sẻ nhé. Đầu tiên là kéo để mà ánh sáng mềm và kéo để ánh sáng ngắt. Nếu mà chúng ta muốn cái ánh sáng ngắt thì chúng ta kéo như vậy, kéo như vậy nè, họ ánh sáng ngắt kéo lên ngắt, còn ánh sáng mềm thì kéo như hồi nãy Thái Lan vừa kéo. Đó là cái chúng ta hiểu được cái này. Rồi tiếp tục nói về cái nguồn sáng và cái cách kéo là chúng ta đã, nếu mà các bạn hiểu rồi ha, cái kéo là nhắc lại một lần nữa để mà qua tiếp cái phần thứ hai. Kéo ở đây vùng này là vùng sáng lên mạnh và ánh sáng nó cường độ rất là mạnh, mà mình trong lòng mình muốn kéo mềm thì chúng ta phải kéo cái ngược lại ha, kéo ngược lại để giữ lại như vậy để chúng ta hiểu nhé. Rồi còn cái cách chỉnh chuyên sâu của nó, cái cách chỉnh mà ra cái hình đó, ra cái hình như hồi nãy mà các bạn xem cái hình này, cách chỉnh thì Thái Lan sẽ chia sẻ sau, sau khi chúng ta học xong cơ, chúng ta học xong chúng ta nắm vững hết, lúc đó Thái Lan kéo là các bạn sẽ hiểu được, tại vì lúc đó các bạn đã hiểu công dụng của cái thanh này rồi, công dụng của đường kéo nó rồi, tác động ánh sáng nó rồi, thì lúc đó các bạn xem Thái Lan chỉnh cái hình này bằng cái công cụ này thì các bạn sẽ hiểu, chắc chắn hiểu. Còn bây giờ Thái Lan nói tiếp ở cái phần 2 là cái phần mà nói về ánh sáng trong cái bức ảnh của chúng ta khi chụp ảnh và khi hậu kỳ, cái nguồn sáng nó rất là quan trọng, là ánh sáng quan trọng nhất trong nhiếp ảnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói cách kéo thứ hai ở trong cái bảng cover này nữa ha. Trong bảng này có ba cách kéo nữa nhưng mà để chúng ta sẽ nói từ từ. Một cách kéo thứ hai là chúng ta để chỉnh cái tab này qua đây, chuyển qua đây, nó cho như này này, để nó cho ra bốn cái thanh mà chúng ta giống như ở trên kia luôn. Thì chúng ta hãy nghĩ đi, Thái Lan cũng không rành tiếng Anh lắm, cũng không cần học tiếng Anh lắm, Thái Lan học gì nữa, học không nổi luôn á. Ở trên này á, người ta dùng cái từ là highlight, thì ta lại dịch tiếng Việt là vùng nổi bật. Thì dưới này cũng là line, đây cũng là line. Thì để cho các bạn hiểu nhất, ở đây cũng có chữ highlight và line này, thì cái line này là cái line đèn, ánh sáng đèn. Cho các bạn hiểu ha. Khi mà ánh sáng đèn thì chúng ta tưởng tượng đèn này ha. Khi mà ánh sáng đèn, đèn thì nó có loại đèn trắng, đèn vàng, và đèn cường độ mạnh và đèn xịn và đèn dỗm. Khi một cái đèn dỗm nó rọi vào bất cứ một thời đoạn nào đó, nó sẽ gây ra cái tình trạng chát, nó không có mịn được. Còn khi một cái đèn xịn thì còn ánh sáng nó mạnh nhưng mà nó mềm, nó sẽ làm dịu bức ảnh hơn, nó sẽ làm không gắt như bên này. Thì ở đây nó có từ light, thì chính là cái light này nó ánh sáng rất là mạnh ha. Thì như ta đã nói là không phải nó không dùng, khi đã có nó sẽ dùng, nó sẽ áp dụng cho những cái thể loại ảnh khác, ảnh ảnh khi ở cái môi trường khác, ở thể loại ảnh mà chúng ta chụp rồi, những cái ảnh poster, ảnh poster nhà hàng này nó sẽ có cường độ tương phản cao, thì chúng ta có thể dùng cái ánh sáng này mạnh lên ha. Còn chúng ta chụp dịch vụ thì tùy theo môi trường, tùy theo cái suy nghĩ và dịch vụ các bạn đang làm. Hiện tại Thái Lan thì đang thích những cái màu mềm mại thôi, Thái Lan không muốn là cái ảnh ảnh mà nó tương phản mạnh, tại vì bức ảnh mà chúng ta chụp, Thái Lan suy nghĩ cá nhân của Thái Lan là ảnh tiệc mà chúng ta chụp đang vui cười thì nhưng làm cường độ mạnh lên nó đâu đẹp được. Cường độ mạnh như vậy dành cho ảnh những cái thể loại mạnh mẽ, những cái ảnh mà người mẫu á, các bạn hay xem ảnh mẫu á, là những người mẫu mạnh mẽ, người mẫu diễn trên sàn có cái nào cười đâu, đúng không? Các bạn xem những cái chương trình các quốc lớn thì người mẫu diễn không bao giờ cười, nó lạnh, nó mạnh mẽ, thì chúng ta có thể làm cái cường độ ánh sáng này nó đẩy cái nổi bật cái nhân vật lên, thì chúng ta dùng cái này ha. Nhưng ở trong một trường hợp nào đó bức ảnh của chúng ta không có nguồn sáng thì chúng ta vẫn có thể dùng cái này, nhưng mà đối với bức ảnh này thì Thái Lan không chưa dùng nhé, không dùng. Là để Thái Lan muốn giải thích để các bạn hiểu được cái thanh này ở trong cái tab cover này, cái thanh này nó tác động ánh sáng thế nào này. Hay à, rồi ánh sáng highlight thì highlight này giống như highlight trên kia, giống highlight trên này, trên này highlight, nhưng mà vẫn khác nhé, vẫn khác, nó giống là giống cái từ highlight thôi. Còn khác một cái là để cho các bạn dễ hiểu nhất, giờ chúng ta so sánh giữa hai cái tab này thôi, hai cái tab này cho các bạn dễ hiểu, hai cái tab này và cái tab này, hai cái đều làm đều thiên về ánh sáng. Nhưng mà cái tab cover này nó gọi là ánh sáng mạnh, ánh sáng mạnh. Thí dụ như cái đèn này là nó cho mình kéo tối đa là 100W đi, cho nên vậy đi, coi bao nhiêu
À 500W, 5000W thì nó sáng lên cỡ này. Cho sáng nhất là cỡ này đúng không? Rồi, thì cái phần highlight ở đây nó cho mình kéo mạnh nhất là 100W. Thấy không? Nó sẽ lên đây. Bây giờ trong lòng mình á, trong bản thân mình muốn kéo lên 200 thì đâu được. Đúng không? 200 cường độ nó mạnh hơn không được, nó tới đây là hết rồi. Nhưng mà ở đây, ở ánh sáng dưới này nó cho mình lên y chang lên 200. Đấy, nó mạnh hơn. Ha. Cái cường độ ánh sáng nó là cái sự nổi bật rất nó mạnh, nó nhấn mạnh hơn ở trên kia. Đó, tức là cái cường độ ánh sáng này nó mạnh, nó chát lắm. À, khi càng mạnh là càng chát, nếu ánh sáng mà càng mạnh là càng chát, càng mạnh là càng chát bức hình đó. Cho nên chúng ta hiểu được để mà áp dụng nó khi bức ảnh nào chúng ta sẽ dùng ở cái lệnh này, thì Thái Lai chia sẻ đối với những bức ảnh mà chúng ta chụp không có nguồn sáng nó mềm á, chẳng hạn như trời mà không có nắng gì đó, nó dịu dịu á, đôi khi chụp cái ánh sáng không có, thì chúng ta dùng nó để tạo nổi bật. Nhưng mà với điều kiện là chụp một người thôi, chắc là chụp thành tiệc đông người như vậy là sao làm được, khó lắm, chúng ta phải chỉnh lại thôi. Để Thái Lai, để Thái Lai tí. Đấy, bây giờ đến nỗi này Thái Lai nghĩ rằng khi Thái Lai chia sẻ, vì trong đầu Thái Lai nghĩ thế nào và Thái Lai biết cái kiến thức tới đâu thì Thái Lai nói đó, và Thái Lai làm thực tế như vậy để các bạn cảm nhận được cái nguồn sáng, các bạn hiểu được à cái ánh sáng này là nó sẽ bị như vậy, mình có nên, thay vì Thái Lai muốn làm vùng sáng highlight nó lên đi ha, hay lên thì Thái Lai tăng vậy nhưng mà là bị chát mà, vậy thì Thái Lai làm trên này thôi, mắc mới chứ phải làm dưới kia ha, cho nó dịu hơn. Thì đó là nếu như chúng ta muốn dịu, còn trong lòng mà các bạn mà muốn gắt thì các bạn chơi ở đây ha. Đó, rồi tiếp theo cái vùng shadow cũng vậy thôi, là vùng đất này, vùng đất này là cái vùng shadow nó đắt, cái shadow thì ở đây nó cũng mạnh hơn, à nó mạnh lắm. Thấy không? Mình kéo đây rất là mạnh à, vùng shadow nó vậy nó mạnh luôn à, nó mạnh lắm ha. Đó, đó, để các bạn hiểu được cái cường độ này, cái cường độ black này, nó đắt này là giống như là cái vùng shadow ở đây, shadow ở đây giống ở đây à, nhưng mà cái đắt nó sẽ mạnh hơn, nó đẩy cái vùng tối mạnh hơn, nó bạc đi, đẩy lên à, shadow này đẩy lên là bạc này. Đấy. Để nó bạc bạc đi, để đến sáng nó bạc ha, nó không khác gì cái shadow này, nó không khác gì ở trên cái bảng black này, để đến như nó bạc bạc hơn. Thì đó là cái mà thứ hai các bạn biết được cái ánh sáng trong cái bức trong cái Photoshop khi chúng ta vận hành ánh sáng ha, là nó có tab tab này, tab bezier và cái tab cover. Thì trong lệnh cover nó có hai cái cách mà chúng ta chỉnh ánh sáng ha. Một là đây, ở đây là cái cụm từ này, những thanh này là gọi là những cường độ mạnh hết ha, mạnh hết, thì chúng ta hiểu được, chúng ta hiểu được chúng ta cần chỉnh nó ha. Còn ở ngoài này là nó có đa dạng, nó chỉnh đa dạng hơn, nó chỉnh đa dạng, nó có mạnh yếu tùy theo mức độ là mình hiểu cái công thức mình kéo nó mạnh ha. Còn để mà chỉnh chuyên sâu thì Thái Lai là một bài viết riêng, sau khi các bạn học xong, sau khi các bạn nắm vững cái nguyên lý ánh sáng xong rồi, Thái Lai sẽ làm một bài viết nói riêng về một cái cover này. Và tiếp tục chúng ta hãy vận hành chỉnh màu, chỉnh màu nó, thì lúc đó các bạn học rất cực kỳ dễ. Rồi ta là đang nói vấn đề là tới hai cái mục đích ánh sáng cover là hai cái cách chỉnh rồi ha, là tác động của nó ha, tác động của nó là ở bên bạn này là mạnh này, còn bên này là tùy theo mình chỉnh nha, tùy theo mình kéo, tùy theo mình kéo. Còn cái tiếp thứ ba này là cái này, ba cái màu này, ba cái màu này, ba cái màu này á, là thực chất của nó là không phải là nguồn sáng, nhưng mà mình tạm gọi là nguồn sáng vô đi, tại vì khi mình chỉnh lên nó vẫn sáng à, thì cái sáng này là cái sáng của ánh sáng, ánh sáng ha, cái sáng này cũng sáng của ánh sáng à, của ánh sáng, nó làm ánh sáng. Còn cái sáng ở trong này là ánh sáng cái màu, ánh sáng của màu sắc. Thí dụ như bây giờ Thái Lan sẽ kéo, các bạn hiểu ha, Thái Lan sẽ đẩy cái này lên vậy, đẩy lên mạnh cho dễ thấy đi. Rồi khi Thái Lan đẩy lên cái này là Thái Lan muốn tăng cái vùng sáng lên, à, tăng cái vùng sáng của màu đỏ lên à, đây là mình tăng cái màu sáng của cái màu, thì nó ảnh hưởng theo cái ánh sáng đi, nó đi theo luôn. Bây giờ Thái Lai tăng thử nó đỏ lên ha, khi mà các bạn nhìn một thanh như thế này á, ở trong cái bảng này thì khi mình kéo là sRGB nó cho nó lên cả ba thanh luôn, mình không mất thời gian, nó lên vừa đỏ vừa xanh vừa vừa kênh red luôn ha, nó lên ba kênh à, rồi mình muốn mềm mềm hay yếu gì mình kéo với cái này tùy mình ha. Còn ở trong này là khi mình kéo cái màu đỏ lên như vậy thì gọi là cái màu nó lên, cái màu nó lên, nó màu đỏ lên. Bây giờ Thái Lai sẽ dùng ảnh, Thái Lai tính là kéo ánh sáng nha, đây mình kéo ánh sáng màu đỏ này, tiếp tục Thái Lai qua màu xanh à, kéo màu xanh, Thái Lai kéo màu vàng,
Rồi. Họ rằng khi mà Thalai kéo ba thanh lên nhúng nhau thì ánh sáng nó vẫn lên. Đúng không? Đây ánh sáng vẫn lên. À thì cái ánh sáng này á là tức là ánh sáng của cái màu sắc. Ánh sáng của màu sắc, thí dụ cái màu đỏ này nó tối này. Nó tối mình tăng màu đỏ lên ở trong bảng này. Nó tối này mình tăng màu đỏ lên. Đó, là nó sáng của cái màu đó. Nhưng mà mình khi mà mình chỉnh đúng á, mình cho nó sáng ba cái màu giống nhau luôn, mình cho ba thanh này giống nhau luôn thì rõ ràng nó cái màu nó vẫn lên, nó y chang như thằng này à. Thằng này ha. Y chang thằng này. Nhưng mà ở đây nó có một lợi thế, khi chúng ta chỉnh cái này á thì nó có một lợi thế hay là nó cho chúng ta vừa sáng lên mà vừa chuyển đổi màu nếu như chúng ta muốn. Nếu như chúng ta muốn ha. Còn cái ngoài này là chúng ta chỉ đổi ánh sáng mà thôi. Đổi ánh sáng mà thôi. Tức là cái thanh này nó chỉ áp dụng ánh sáng, nó tăng sáng cường độ ánh sáng lên thôi. Mà khi ánh sáng đi theo thì màu đi theo thôi. Còn ở đây nó cho phép chúng ta tăng sáng rồi mà còn muốn chuyển đổi màu này sang màu khác nữa. Nếu như chúng ta kéo ba cái thanh này giống nhau luôn thì rõ ràng nó tăng màu, nó tăng ánh sáng lên giống nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn thêm màu nữa thì rõ ràng bây giờ Thala thử nha. Thala tăng thử cái màu xanh này lên nữa. Đó, thì nó vừa sáng mà nó vừa thay đổi màu sắc. Thay đổi màu sắc. Đấy, thấy chưa? À, nếu như chúng ta biết chúng ta muốn làm sáng lên mà thay đổi màu sắc thì chúng ta có thể kéo ba thanh trong này. Ba thanh trong này ha. Đó, còn nếu chúng ta muốn chỉ có làm sáng thôi, nó không ảnh hưởng đến cái màu sắc. Đó, thì chúng ta kéo ở đây. Ha. Và cái ở đây. Ha. Rồi. Đây mà cái mà Catalyst muốn chia sẻ các bạn về cái tab thứ hai này, trong cái tab cover này nó có bao nhiêu loại ánh sáng và mỗi ánh sáng nó khác nhau như thế nào, là chúng ta hiểu được ba cái thanh này rồi, để mà chúng ta khi chúng ta vận hành cái bức ảnh của mình á, chúng ta cần cái loại ánh sáng nào ha, để chúng ta vận hành trên bức ảnh của mình gặp ánh sáng gì. Bây giờ xong thì Thala sẽ làm thử một cái vấn đề, ví dụ ha, ví dụ bức ảnh này đi, Thala sẽ làm thử như vậy ha. Thí dụ như bức ảnh ở đây là khi ảnh gốc của chúng ta chụp á, ảnh gốc này nhìn phân tích luôn cái chỗ này chẳng hạn đi chụp này, thí dụ như bây giờ bức ảnh này chúng ta chụp là cái vùng này tối quá, cái vùng ở đây thì sáng quá này ha, cường độ này nó sáng hơi mạnh, thì chúng ta muốn giảm cái vùng sáng này, muốn giảm vùng sáng này xuống dịu thì chúng ta có thể là không phải kéo ở đây, không kéo ở đây, chúng ta không kéo ra mà chúng ta muốn chỉnh cái thanh này thì chúng ta qua cái vùng này và giảm line, giảm highlight đấy, có phải nó dịu không đó. Ví dụ khi mà chúng ta gặp cường độ mà chúng ta chụp ánh sáng nó quá, cái độ sáng cái vùng sáng nó quá mạnh đi, thì chúng ta có thể dùng cái này. Tại vì khi ta like chia sẻ các bạn là đúng cái hình gốc như vậy rồi, cái hình gốc nó bị lỗi như vậy rồi, nó bị lỗi cái cường độ ánh sáng quá mạnh, mình chụp cái thời điểm cái giờ giấc đó nó không đúng, mình làm dịch vụ mà chụp là thời vụ động đồ chụp đó chứ làm gì có dù setup. Tới cái nhà đẹp thì ra hình đẹp, mà tới cái nhà xấu ra hình xấu, tới cái môi trường đẹp thì chúng ta chụp đẹp, mà tới môi trường khó thì chúng ta chụp không ra. Bắt buộc chúng ta mới hiểu được vận hành ánh sáng. Tại vì như ta đã nói là trong cái nhiếp ảnh thì cái ánh sáng nó quan trọng nhất, cho nên khi chúng ta vận hành ánh sáng được là tất cả bức hình nó mềm mà. Ví dụ vậy Thala chỉnh nhẹ vậy là ánh sáng nó mềm rồi. Ánh sáng mềm là thay đổi màu sắc nó dễ, nó cảm giác nó dễ chịu rồi. Ví dụ vậy đó, thấy chưa? Đó là cái Thala muốn chia sẻ các bạn cái tab thứ hai. Còn riêng một tab thứ ba này mà không biết video nó còn không. Đến nay thì Thala đã phân tích rõ ràng ở cái tab thứ hai này rồi. Giờ Thala sẽ nhắc lại, tại vì khi nói nó cuốn quá, nói nhanh các bạn nghe không kịp. Thì Thala sẽ nhắc lại để mà kết thúc thôi. Thì đơn giản nhất là ở cái ngoài này chúng ta kéo lên như vậy thì lên ba màu sáng luôn ha. Nhưng mà ở ngoài này thì nó cho chúng ta vận hành theo cái kiểu cách kéo của mỗi người muốn kéo như thế nào đó. Ví dụ vậy đó, cách kéo của mỗi người nhé, nó cho mình vận hành được. Còn trong này là ánh sáng nó từ mỗi vùng, tùy theo mỗi vùng ha, thì mỗi vùng thì mình nhìn cho đơn giản nhất là cái thanh này nó giống như thế này à, nhưng mà nó gọi là mạnh hơn, nó tương đối với giống như một cái đèn mạnh hơn thôi, chúng ta hiểu vậy để chúng ta dễ áp dụng hơn. Còn cái thứ ba là ở đây thì nó lên ba màu giống nhau thì không nói, mà chúng ta chỉnh ánh sáng mà thay đổi màu, chỉnh ánh sáng thay đổi màu thì chúng ta kéo dài hạn như vậy đó, kéo ánh sáng lên mà đổi màu, để chúng ta kéo là muốn đổi màu nào thì tùy. Thì cái phần mà đổi màu nào màu kia thì Thala sẽ nói riêng, là Thala đã nói rồi, thì Thala sẽ làm. Các bạn thật sự muốn học thì Thala cũng không ngại về chia sẻ về cái mạng chuyên sâu này để các bạn hiểu được. Khi mà chúng ta hiểu rõ hết chuyên sâu tất cả những cái này và tác động của mỗi từng thanh một ở trên này thì chúng ta dễ chỉnh bức ảnh lắm, nó rất cực kỳ dễ, nó không phải ngồi mà vòng vo nữa. Rồi Thala sẽ phân tích sau. Rồi đến đây thì Thala xin chào tạm biệt mọi người, và Thala cũng chia sẻ thêm là các bạn cố gắng để lại cảm nhận khi Thala chia sẻ như vậy, cách mà Thala truyền đạt như vậy nó đã rõ chưa, đạt hiệu quả chưa, mà thấy im ra chắc có ổn không không. Rồi cuối cùng là thì Thala chia sẻ là Thala có mở một cái kênh mới là Lý Tiền Là Người Tò Mò. Thala
Ngoài cái việc chụp hình ra thì Thái Lai còn đam mê ăn uống, nói chung ăn uống thôi nha. Nói chung là đi chụp hình xong cứ hay về đi nhậu lắm. Nói chung Thái Lai chia sẻ thực tế đi nhậu với anh em học trò sau một ngày mệt mỏi lắm, thì Thái Lai làm cái kênh ra ăn uống như thế này để Thái Lai chia sẻ thêm cho những người khác đôi khi là muốn ăn cái món nào đó mà không biết cái chỗ nào ngon. Cho nên Thái Lai cũng hay đi ăn nhiều tung tăng, thì Thái Lai làm clip luôn, làm một kênh mới như vậy. Thái Lai chia sẻ về cách nấu ăn, chia sẻ về những cái quán ăn Thái Lai đi ăn, Thái Lai tự những ở đây là Thái Lai một số món Thái Lai là tự nấu, tự ăn và tự ăn cá cũng có luôn. Thái Lai mở kênh thế này, hy vọng anh em nào yêu thích Thái Lai thì nhớ đăng ký vào kênh mới để giúp ủng hộ Thái Lai nhé. Rồi đến nay thì Thái Lai cũng biết nói gì hơn nữa, xin chào tạm biệt mọi người.